Hello, xin chào cả nhà, quay trở lại với video tiếp theo của kênh nha. Ngày hôm nay rất là mệt mỏi sau khi những ngày đi làm vất vả, đi hái cà. Nên anh em đã cùng nhau rủ nhau nghỉ một bữa để giải cơn mệt mỏi. Hiện nay anh em đang ở và ngủ tại lán cao su nha. Đấy. Lán cao su đây. Đây là chỗ ngủ của anh em. Chỗ ngủ của anh em. Và đang chuẩn bị nấu cơm chiều. Đấy. Nấu cơm chiều. Cuộc đời đi làm thuê. Em bờ ngủ bụi. Coi chỗ nào ngủ thì ngủ như đấy. Đấy. Đây là cục võng, tận dụng hai cái trụ đây để một cục võng nha. Đấy. Hôm nay quá là mệt luôn các bạn ạ. Ngoài đây là vườn cao su. Đây. Cái trăng đó. Cái trăng đó. Đây, đây chỗ nằm 8 người nằm ở đây. Trải bọc, trải chiếu. Ngủ vẫn bình thường. Rồi xin tạm dừng clip ở đây nha. Bye. Đây là đội trưởng.